Hello, hello mọi người. Hôm nay Hùng xuống dưới Tokyo như đang ở Chiba, là một cái tỉnh gần Tokyo. Thì đây là một cái tỉnh nhỏ thôi. Thì Hùng đang ở một nhà một người bạn. Thì bạn ấy đi du học. Thì Hùng thấy cái phòng thì Hùng sẽ tiện thể quay cho mọi người xem là một cái phòng vừa du học mà ở một cái tỉnh gần thành phố thôi mọi người nhá. Nó đắt. Đắt như thế nào? Đây gần đường ráy này. Thì giờ Hùng sẽ đi vào nhá. Đây phòng đây. Phòng của bạn này đây. Chung là một ở một mình thôi. Phòng nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Đây nhà vệ sinh, nhà tắm. Nói chung là phòng ở một mình. Lò vi sóng rồi các kiểu. Bếp ga. Chỗ rửa tay. Dao rửa. Mọi người biết được là cái phòng. Để Hùng quay hết rồi Hùng sẽ nói cái giá cho mọi người cũng biết được nhá. Đây. Đây phòng. Phòng như thế này thôi. Đây đồ đạc của anh em Hùng ở trên mở xuống. Để tạm. Đây tủ lạnh hay. Đây mọi người thấy là mọi người đoán cái phòng này khoảng bao nhiêu tiền? Rất là nhiều luôn mọi người. Đây là bạn Tuấn. Tuấn. Thì một cái phòng như thế này mọi người ạ, là có giá là cả điện nước vào nữa, nó phải rơi vào là tầm 4,5 triệu. Hơn 4,5 triệu một tỷ thì cho 4,5 triệu đi. Là khoảng tiền Việt Nam mình là khoảng tầm 9 triệu. Hơn 9 triệu mọi người. Một cái phòng một tháng. À đúng rồi. 9 triệu. Cái phòng này. Mọi người thấy chưa? Mình đây. Đi du học đấy nha mọi người. Nên là một tháng mọi người phải đi học rồi vừa đi làm và làm đóng cả tiền học tiền nhà. Rất là nhiều tiền luôn. Đây là tủ lạnh của du học sinh này. Không kéo ra được luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thôi. Hơn 9 triệu mọi người ạ. Khiếp chưa? Mọi người thấy kinh khủng chưa? Đi du học. Đấy. Đi du học không phải đơn giản đâu. Rất là nhiều tiền mọi người ạ. Rất là nhiều tiền luôn. Ở một người. Hơn 9 triệu. Bạn này cũng ở một mình nhưng mà không thấy cũng sắm sửa rất là rất chi là đầy đủ luôn đấy, cũng không thiếu gì. Đang làm giò này đầy đủ ha, máy giặt này, máy tắm, máy vệ sinh các kiểu. Ok nha. Hùng quay lại một tí cái phòng của du học sinh ở Chiba gần Tokyo. Thì ta cứ biệt đài loại như kiểu mà ở Hải Dương gần Hà Nội đấy. Hơn 9 triệu mọi người. Ok. Cảm ơn mọi người nha. Ông cùng quay lại cái phòng của du học sinh cho mọi người tham khảo biết được nó giá cả như thế nào và nó to như thế nào. Mọi người xem video của Hùng mà nếu mà thấy nó hay bổ ích thì nhớ cho Hùng xin một like, một chia sẻ để ủng hộ Hùng nữa nhá. Nếu ai chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh ủng hộ Hùng. Mọi người cần gì thắc mắc, cần gì muốn hỏi thì có thể hỏi phía dưới. Hùng có đọc được Hùng sẽ giải đáp cái thắc mắc cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Bye bye.